Chào các bạn, mình là Mỹ Oanh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Siêu thị Mỹ phẩm. Trước đến nay thì cái việc làm trắng da, đặc biệt là làm trắng da mặt luôn được các chị em phụ nữ rất là quan tâm. Tuy nhiên có một số chị em muốn sử dụng cái sản phẩm trắng nhanh nè, trắng cấp tốc nè, nên đã sử dụng sản phẩm kem trộn hoặc là các sản phẩm có chứa chất corticoid gây tổn hại đến làn da của mình. Và ngày hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà làm trắng da mặt an toàn, đơn giản mà là hiệu quả. Nhớ xem hết video nha. Có hai lưu ý mà anh phải nói trước khi các bạn quyết định làm trắng da nha. Thứ nhất, đó chính là các bạn chỉ nên dưỡng trắng da khi mà da các bạn đã khỏe rồi. Các bạn da mụn nè hoặc là da dị ứng nè thì nên đừng nên nghĩ đến cái việc mà làm trắng da làm gì. Bởi vì nếu như mà các bạn da đang yếu thì các sản phẩm làm trắng da sẽ không phát huy hết tác dụng đâu. Và chưa kể các dưỡng chất trong những chai serum nè hoặc là những cái kem dưỡng trắng sẽ làm cho làn da của các bạn đang lên mụn sẽ dễ lên mụn hơn nha. Việc thứ hai đó chính là chúng ta phải tăng cường che chắn bảo vệ làn da. Da càng sẫm màu có nghĩa là dưới da sẽ có rất là nhiều sắc tố melanin và cái việc đó sẽ làm cho làn da của mình tránh những cái tác nhân gây hại dưới ánh nắng mặt trời. Và khi mà da trắng lên thì đồng nghĩa với việc sắc tố melanin yếu đi và sức đề kháng của làn da của mình cũng sẽ giảm so với hồi da ngâm. Có nghĩa là khi mà các bạn dưỡng trắng da thì các bạn sẽ đồng nghĩa với việc tăng cường che chắn bảo vệ làn da của mình, sử dụng những loại kem chống nắng nè, áo chống nắng nè, nón hoặc là ô dù hoặc là những cái váy chống nắng để bảo vệ làn da khỏi bị tổn thương. Hoàn toàn không có cái loại kem dưỡng trắng nào mà càng ra nắng càng trắng đâu nha. Trắng da là như thế nào? Hiểu một cách đơn giản là chúng ta dùng những hoạt chất để ức chế sự hình thành và sản xuất melanin. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái làn da trắng như mong muốn, thậm chí thì có thể xóa các vết thâm, nám và tàn nhang luôn. Vậy thì làm cách nào để dưỡng trắng da? Có rất là nhiều cách, như là sử dụng những cái loại thực phẩm chức năng nè, hoặc là mỹ phẩm, hoặc là những cái liệu trình làm trắng da ở spa, hoặc là các bạn có thể sử dụng những sản phẩm mặt nạ làm từ tự nhiên cũng rất là hiệu quả nha. Với những sản phẩm mỹ phẩm không cây đơn thì chúng ta sẽ chú ý đến các thành phần. Thứ nhất là Hydroquinone, đây là một sản phẩm làm trắng da bằng cách hạn chế và ức chế melanosis. Đây là một cái chất mà làm sản sinh ra melanin, thì thường cái nồng độ mà cho phép là từ 0,5 đến 2%. Thứ hai đó chính là kojic acid. Đây là sẽ có tác dụng là làm ức chế cái chất enzyme tyrosinase. Đây là một hoạt chất làm sản sinh melanin và thường cái nồng độ cho phép là từ 1 đến 4%. Và cái loại thành phần thứ ba đó chính là phenylethylin resorcino. Cái thành phần này là gấp 100 lần hiệu quả so với vitamin C và 10 lần so với kojic acid. Tiếp theo đó chính là thành phần abutin. Đây là thành phần giúp ức chế sản sinh ra melanin trong tế bào và khá là lành tính. Với nồng độ là trên 1% thì các bạn sẽ thấy hiệu quả một cách rõ rệt và tốt nhất. Ngoài ra sẽ còn có một số thành phần dưỡng trắng như là vitamin C nè, retinol nè, niacinamide nè. Và cái thứ hai đó chính là những cái thành phần mà làm trắng da cần kê đơn như là Hydroquinone nè, nồng độ 4% trở lên, hoặc là chất corticoid nha. Sau đây thì anh sẽ gợi ý cho các bạn một số mỹ phẩm có chứa một hoặc nhiều thành phần mà anh đã nêu trên với nồng độ an toàn nha. Bộ sản phẩm Vichy Idol White, Eucerin White Therapy Concentrate, Linique với 10% vitamin C, Balajoy với 10% Licolic Acid, hoặc là Balajoy Resist Triple Action với 2% Hydroquinone, Sunbaby Vitamin C, hoặc là sản phẩm Murad Ramit với 2% Hydroquinone, The Ordinary 2% Alpha Abutin cộng HA. Ngoài ra chúng ta có thể uống một số thực phẩm chức năng có chứa Glutathione với nồng độ cho phép nha. Một số sản phẩm mà anh gợi ý: Sakura L Glutathione White Advent nè, hoặc là Sakura Diamond White Tomato, hoặc là Uni White 5X, hoặc là một số sản phẩm như là Medi USA Glutathione Skin Whitening, hoặc là Collagen White các bạn. Và những cái sản phẩm mà anh vừa gợi ý trên thì link mua hàng anh kèm dưới phần mô tả nha. Và bên cạnh đó thì chúng ta nên tìm hiểu những cái sản phẩm mà mặt nạ từ thiên nhiên nè, với nguyên liệu rất là dễ kiếm và thực hiện rất là đơn giản. Mặt nạ thứ nhất là mặt nạ khoai tây với sữa tươi không đường. Khoai tây thì chúng ta nên rửa sạch, luộc chín, bỏ vỏ và nghiền nát, trộn chung với sữa tươi để có một hỗn hợp sền sệt, đắp từ 15 đến 20 phút để da có thời gian thẩm thấu. Mặt nạ thứ hai là mặt nạ cà rốt với sữa chua. Cà rốt các bạn nên rửa sạch rồi xoay nhuyễn.
trộn với sữa chua tạo thành hỗn hợp sần sệt. Đắp lên da từ 15 đến 20 phút rồi đợi dưỡng chất thẩm thấu và sau đó rửa mặt lại thật sạch. Mặt nạ thứ ba là tinh bột nghệ cộng với sữa tươi. Trộn đều 2 muỗng cà phê bột nghệ, 2 muỗng cà phê sữa tươi không đường và 3 giọt nước cốt chanh thành một hỗn hợp sánh mịn. Sau đó dùng hỗn hợp này đắp lên mặt từ 15 đến 20 phút và rửa lại với nước sạch. Mặt nạ cuối cùng là mặt nạ dâu tây và sữa chua. Dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn từ 6 đến 10 trái dâu tây rồi cho ra chén. Cho thêm một nửa hũ sữa chua vào và trộn đều hỗn hợp. Đắp lên mặt trong vòng 10 phút, rửa sạch lại với nước ấm. Và các bạn nên lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng những mặt nạ từ tự nhiên từ 2 đến 3 lần một tuần thôi nhé. Vậy là Oanh vừa chia sẻ cho các bạn về cách dưỡng trắng da an toàn và hiệu quả rồi. Các bạn còn thắc mắc gì không thì chúng ta hãy để comment bên dưới để cùng chia sẻ với Oanh nhé. Và nên nhớ là like và subscribe kênh YouTube Siêu Thị Mỹ Phẩm nha. Chào mọi người.